Good morning mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên sẽ làm một cái daily vlog. Bây giờ thì Tiên vừa mới gội đầu xong và sáng nay thì Tiên đi làm. Cho nên là bây giờ Tiên sẽ dưỡng da một chút xíu. Rồi chuẩn bị thôi. Thì những cái sản phẩm da ngày hôm nay của Tiên là Tiên đang hiện tại đang rất là thích. Tại vì các bạn Tiên nói là dạo này thấy da có trắng hơn một chút xíu. Cho nên là Tiên khá là thích các sản phẩm mà hiện tại Tiên sử dụng. Bây giờ thì Tiên hơi trễ cho nên là Tiên phải nhanh nhanh nha mọi người. Skin care để chuẩn bị đi làm thôi. Ok. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ đi làm nha mọi người. Thường thường thì tới công ty Tiên mới make up. Cho nên là bây giờ sẽ đi thôi. Khá là trễ rồi. Two thousand years later. Thì hôm nay sẽ là một cái ngày cực kỳ đặc biệt. Tiên sẽ dẫn người yêu của Tiên, đó chính là Shane, đi những cái chỗ mà Tiên hay đi, những cái nhà hàng cũng như là những cái nơi mà Tiên hay đi vào buổi tối ngày hôm nay, giống như là một cái buổi hẹn hò nhỏ với Shane. Thì trước tiên thì Tiên sẽ make up trước. Và để make up thì hôm nay Tiên sẽ dùng một cái cream mà Tiên hiện tại đang rất là thích về cái độ dưỡng trắng của nó, đó chính là sản phẩm Premium Tone Up Cream của Goodle. Đây là một sản phẩm hiện tại Tiên sử dụng hơi bị nhiều. Vì sản phẩm này á, các bạn nên biết một điều là nó có thể thay thế luôn cho foundation với cushion. Nếu mà da các bạn nào tốt rồi thì các bạn chỉ cần sử dụng cái này lên thôi là nó sẽ có một cái lớp base nhẹ cho mọi người. Cho nên là Tiên cảm thấy như là rất là an toàn cũng như là rất là tiết kiệm các bước make up của mọi người, mà cho mình một làn da đẹp và khỏe nữa. Các bạn sẽ thấy nha, da Tiên nó sẽ trắng hơn kiểu bột tông luôn á mọi người. Các bạn trẻ hiện tại ở Việt Nam đang rất là yêu thích cái sản phẩm này. Không, Tiên hôm nay Tiên hơi có một cục lên mụn, nó nổi lên, nhưng mà hầu hết thì da rất là căng bóng và không có bị kiểu bị dính rít á. Và cái này khi mà các bạn đánh lên á, thì nếu mà bạn nào muốn thêm một lớp foundation nhẹ nữa thì ok, vẫn được luôn, không sao cả. Hai mọi người, Shane đã tới rồi nè mọi người. Nhưng mà tóc Tiên hơi ghê. Shane là hairstylist dạo nha mọi người. Nhắn một cái là có mặt liền, trời mưa cũng có nha. Rồi, vậy mọi người nhớ nhắn Shane nha. Nhớ nghe mọi người, nhắn Instagram nha. Mọi người bút làm tóc nha mọi người. Nhớ nha, có làm không giờ? Nói rồi có làm không giờ? Nói mà không làm là kỳ. Bây giờ thì tụi mình sẽ make up xong và Tiên sẽ chọn một chỗ ăn. Sau đó thì tụi mình sẽ đi ăn thôi, ok mọi người. Ăn gì đây? Ăn gì đây là một ẩn số nha. Many, many minutes later. Ok, thì Tiên đã make up xong rồi và Shane cũng đã xong rồi. Hi. Hôm nay tụi mình sẽ đi ăn ở một cái chỗ mà Tiên chưa bao giờ vlog hết. Chưa bao giờ ăn Tiên, đó. Shane, nhưng mà Tiên, đúng rồi, Tiên ăn khá nhiều chỗ này. Đây là Queen's Eatery nha mọi người. Đây là một chỗ rất là ngon. Đây là một cái chỗ cực kỳ ngon mà đồ Tây mà Tiên rất hay ăn ở Sài Gòn. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi. Thường thường chỗ này hay đi ăn kiểu couple hơn. Kiểu mình là couple mà. Mình là couple nhưng mà hôm nay Tiên sẽ anh đấy. Anh dẫn em đi. Em yêu anh. Ok, let's go. Tay rất là
tartar, wagyu tartar. Tartar là thịt sống á. Mình thịt của con gì vậy con? Tartar. Không, tartar là thịt sống. Mày không có, mày đừng có nói nữa. Khùng quá. Tụi mình sẽ ăn thôi mọi người nha. Bây giờ để tiền cúng Instagram trước. We're official. Hello mọi người. Đây là đầu tiên khi đi đây không ạ? Cái tiền đi đây nhiều lắm không ạ? Không có nhiều lắm đâu. Tao thấy nhiều lắm không ạ? Thấy bị đi ngoài. Ừ, nhưng mà tại ngó là đây là main course của Tiên. Có muốn ăn một món nào? Sợ. Thì để mọi người ăn ngang ngọc á, lúc nào cũng phải có mấy cái sốt chua chứ cay đó. Đúng rồi, phía sau. Để nó đỡ ngang. Để nó tan cái vị béo của ngang ngọc. Cái này là chết wagyu với lại cái này là ravioli với lại Tiên có gọi một cái mashed potato nữa. Cái này là mashed potato với lại truffle. Ngon lắm. Cái mashed potato đây là đỉnh. Ở đây thì lúc mà dessert á thì người ta, đúng rồi, người ta hãy cho mình mấy cái kẹo dẻo này nè mọi người. Đây là on the house nha, là free. Thì đây là có những cái mùi toàn là rượu không á. Thì đang xong thêm xỉn. Hồi nãy người ta nói là cái gì quá rồi. Không nhớ nữa, đó là nhìn nó coi là whisky rồi. Gin, xong rồi whisky. Yeah, yeah, yeah. Không nhớ. Không nhớ. Rum. Is it rum? I don't know. Anh thử nè một cái. Cheers. Yeah. Có mùi rượu á. Không nhiều thôi. Ơ xỉn quá, xỉn quá. Ok mọi người, thì mình đã vừa mới ăn xong rồi. Và bây giờ Tiên và Shane sẽ tới bar mà mình Tiên, lại là Tiên hay đi ở Sài Gòn. Và Shane thì cũng chưa bao giờ đi hết. Hôm nay sẽ là một ngày hẹn hò mà Tiên khi đi những nơi Tiên hay này á. Những nơi mà Tiên hay dụ cô gái đi chơi. Mọi người là Tiên dụ Shane đi chơi. Tiên hay dụ gái đi chơi nhưng mà hôm nay là dụ một gái đẹp. Một gái đẹp đi chơi nữa. Cho nên là ok, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ này nó gọi là Perkin Bar. Nó là một cái bar khá là phức, có thể là mọi người sẽ không thấy được nó, nhưng mà nếu mà mọi người biết thì mọi người hãy tới nha. Mọi người, như Tiên đã được cái bar đầu tiên hay đi đây rồi. Hôm nay Tiên dẫn Shane tới để nhà mình ở đây có rất là nhiều người thường thì Tiên hay tới đây catch up với bạn, nước rất là chill, không gian rất là ok, Tiên rất là thích. Tiên thích nói chuyện khi mà tới cái nhà người không có lúc không có trước vụ trong người để mình nói chuyện catch up nào. Các mọi người, thì nước của Tiên ra rồi, Tiên gọi một ly Formula 20. Là trong này nó có whisky rồi rất là nhiều rượu khác. Shane gọi gì vậy Shane? Whisky sour. Whisky sour. Whisky sour pha với lại chắc Việt Quốc hả? Cheers. Yeah. Khi nào tới đây Tiên cũng ly này á. Nó hơi nặng nhưng mà Tiên đi đây với ai? Tiên đi với bạn. Bỏ đây đi không ly. Bây giờ thì Shane phải vào trên đường xã mọi người. Shane bỏ Tiên rồi.
cho nên là bây giờ Tiên sẽ về nhà cũng như là muốn make up, skin care. Cảm ơn Shane, hôm nay Tiên đã dẫn Shane đi những cái chỗ mà Shane chưa bao giờ được đi. Ờ đúng rồi, Tiên sẽ dẫn Shane, đúng rồi, Tiên sẽ đi hẹn hò những cái chỗ mà Shane chưa bao giờ được đi hết. Ok, bây giờ Tiên sẽ về nhà. Cảm ơn Shane, bye Shane. Ok mọi người ơi, Tiên đã về nhà rồi và bây giờ Tiên sẽ remove makeup và chuẩn bị skincare mọi người nha. Let's go, let's go. Ok mọi người, thì Tiên đã remove makeup xong rồi và bây giờ sẽ bắt đầu đến bước skincare thôi. Thì cái toner ngày hôm nay Tiên sử dụng là một cái toner pad. Thì toner pad là gì? Là một cái miếng toner của Goodle với dòng Green Tangerine. Thì cái dòng này là một cái dòng chiết xuất từ 70% quả quýt xanh ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Thì đây là nó có hai cái mặt nè. Một cái mặt là rất là bình thường, không có sần. Thì và một cái mặt sần. Thì một cái mặt sần này các bạn có thể dùng tẩy tế bào chết nhẹ. Còn mặt này thì các bạn có thể apply toner bình thường thôi. Thì đối với các giới trẻ hiện tại thì các bạn rất là thích sử dụng toner pad. Thứ nhất, rất là tiện khi các bạn apply lên mặt thì nó rất là dễ luôn. Đó. Đó, các bạn nhớ là apply vùng cổ nữa nè. Khi mà các bạn sử dụng cái mặt còn lại thì các bạn sẽ tẩy nhẹ tế bào chết luôn. Đó. Thì đối với Goodle thì là một cái hãng không nhiều quá xa lạ đối với các bạn rồi, hoặc là đối với Tiên rồi. Thì Goodle là một trong những sản phẩm có trong nhà Club Cleo, là cái nhà mà Tiên hiện tại đang làm việc và đang được bán khá là chạy. Cho nên là mọi người hãy tham khảo nha. Rồi, vì cái bông này nó đã thấm sẵn toner rồi á, cho nên là rất là tiện luôn á mọi người. Bây giờ đợi nó khô chút xíu thì Tiên sử dụng sản phẩm tiếp theo. Đó chính là sản phẩm Green Tangerine Serum, cũng là dòng Green Tangerine luôn. Đây là một cái loại serum đang được các bạn trẻ Hàn Quốc cũng như là Việt Nam rất là yêu thích, với cái texture và cái mùi hương cực kỳ dễ chịu. Đây là dòng hồi nãy Tiên có nói là chiết xuất từ 70% quả quýt xanh từ đảo Jeju. Vì sản phẩm này có chứa khá là nhiều vitamin cho nên là nó sẽ rất là thân thiện với da của mọi người và không có làm da các bạn kích ứng, vì da Tiên là một cái da nhạy cảm, cho nên là sử dụng những cái sản phẩm an toàn dành cho da là một lựa chọn hàng đầu đối với Tiên. Cái sản phẩm này nó còn giúp cho những cái bạn nào mà có những cái mẩn đỏ giống Tiên hiện tại đang có đây nè, nó sẽ giúp loại bỏ, không phải loại bỏ mà nó sẽ giúp giảm những cái mụn đỏ đó và cũng như là giúp cho làn da kiểu calming á, là làm dịu mát làn da, cho nên là cảm giác khi mà up lên da nó rất là dễ chịu, cũng như là rất là kiểu sao ta, kiểu như là nó dịu mát cái làn da hẳn luôn sau một ngày đi ra ngoài trời á mọi người. Và đồng thời thì sau khi các bạn sử dụng sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy 2 đến 3 tuần là da nó sẽ sáng lên đáng kể luôn, tại vì nó có vitamin C. Đó. Sau khi một thời gian mà Tiên sử dụng sản phẩm này thì Tiên cảm thấy như là da Tiên trắng hơn hẳn. Thì mọi người có thấy đó, da Tiên là một loại da rất là trắng. Ai cũng nói hết á, ai rất là nhiều người nói rồi. Đó. Thì sau khi mà Tiên sử dụng, các bạn thấy không, da mặt Tiên căng bóng hẳn nè. Dạo này thì đang hơi có một chút xíu đốm mụn ở đây thôi. Thì sau khi sử dụng sản phẩm thì Tiên sẽ chống mụn để ngày mai hôm sau thì nó sẽ giảm bớt những cái mụn này. Bây giờ thì Tiên chắc sẽ đi ngủ đây mọi người. Hôm nay Tiên có một khoảng thời gian rất là vui bên Shane. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này. Các bạn có thể lên website online, Tiên sẽ để link của những cái sản phẩm này ở đây. Goodle thì là một cái nhãn hàng quá là nổi tiếng rồi. Và trong cái tập đoàn Club Cleo thì là có những cái sản phẩm cực kỳ uy tín như là Cleo Peripera. Và Goodle là một trong những nhãn hàng skincare đang đi đầu xu hướng hiện tại. Và yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video này. Và Tiên hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye.